Quả thực, mọi sự trên đời đều xảy ra đúng lúc và đúng thời điểm. Muôn vạn bông tuyết rơi, không có bông tuyết nào rơi nhầm chỗ cả. Ở Ấn Độ có bốn triết lý được lưu truyền trong đời sống của người dân nơi đây mà tôi rất yêu thích. Thứ nhất, bất cứ người nào chúng ta gặp đều là người cần gặp. Trên đường đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người. Có người chỉ xuất hiện trong giây lát, nhưng cũng có người sẽ ở bên cạnh ta một thời gian dài. Có người mang đến cho ta những niềm vui và hạnh phúc, nhưng cũng có người lại đem đến toàn khổ đau. Thậm chí, có người chỉ đem đến bất hạnh và tổn thương. Và đôi lúc chúng ta sẽ ước, giá như đừng gặp gỡ một ai đó trong đời thì tốt biết mấy. Thế nhưng, mỗi người bạn gặp chính là người bạn cần phải gặp trong cuộc sống. Chẳng có người nào xuất hiện bên cạnh bạn mà không có lý do cả. Người tốt sẽ đem đến niềm vui, còn người xấu thì đem đến bài học cho bạn. Vì thế, dù người bạn đang gặp phải mang đến trải nghiệm và cảm giác gì, thì hãy nghĩ đó là người cần gặp, dù sớm hay muộn mà thôi. Thứ hai, điều gì xảy ra thì đúng là nên xảy ra. Phàm nhân trên thế gian này vốn dĩ theo đuổi chủ nghĩa danh lợi. Càng có nhiều địa vị và tiền bạc thì càng vui sướng. Ngược lại, nếu không có hoặc có một chút ít thì lại sầu khổ. Thế nhưng đạo nhà Phật có câu: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Vốn dĩ trong cõi hồng trần này, có tức là không, mà không tức là có. Vạn sự trên đời có được có mất là lẽ thường tình. Vì thế chúng ta đừng quá cố chấp về được mất. Điều gì xảy ra thì đúng là phải xảy ra. Người khôn ngoan chính là người đã thấu hiểu được triết lý được mất của thế gian. Thay vì sợ hãi và lo lắng, họ sẽ chọn cho mình một phong thái ung dung điềm tĩnh mà đón nhận mọi thứ đến trong đời. Trái lại, người chưa thông hiểu đạo lý này thường sầu khổ bởi những niềm vui và nỗi buồn tạm bợ. Thứ ba, trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều đúng thời điểm. Trong chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa có kể về chuyện Lưu Bị mất thành Từ Châu về tay Lữ Bố. Sau nhiều năm đánh chiếm thành Từ Châu thì bị thua mất, Lưu Bị đành phải lui binh về Tiểu Bái, một thành phố nhỏ mà giữ thế liên thủ. Bàn về chuyện này, con nhân sĩ đã nói rằng con người Lưu Bị có phần đáng sợ. Ở trong hoàn cảnh bị cướp trắng thành trì mà sau bao năm lênh đênh mới có được, Lưu Bị không mảy may oán hận, mặt không biến sắc, chứng tỏ cái chí của người này phải lớn tới chừng nào. Người xưa từng có câu: tâm thái quyết định hành vi quyết định cuộc đời. Nếu tâm thái bị lung lay trước những biến cố thì sẽ chẳng hình thành được một cuộc đời lớn lao. Chỉ có tâm thái ung dung, nhẹ nhàng, hòa ái thì gặp những biến cố mới có thể an tĩnh mà hành sự. Đôi khi chúng ta thường gặp những việc không như ý nguyện và cảm thấy sao trời xanh lại bất công quá với chúng ta. Tại sao chúng ta lại gặp những chuyện này trong cuộc sống? Thế nhưng trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều đúng thời điểm cả. Việc xảy đến, ắt phải đến, chỉ không sớm thì muộn mà thôi. Chính vì thế, thay vì oán trách số phận thì hãy thay đổi tâm thái và đón nhận với sự ung dung bình tĩnh. Thứ tư, chuyện gì đã qua thì hãy cho qua, đã kết thúc thì vốn kết thúc. Đời là bể khổ, đó chính là chân lý đầu tiên trong kinh Tứ Diệu Đế của Phật giáo. Vốn dĩ cuộc sống này vốn rất khổ sở và khó khăn. Phàm nhân đau khổ vì muốn không được, cầu không đạt và hối tiếc vì những việc đã trôi qua. Thế nhưng chuyện gì đã qua thì vốn chẳng thể thay đổi. Dù có tiếc nuối, chìm trong đau khổ thì cũng chẳng thể quay lại quá khứ và sửa đổi được. Vốn dĩ chuyện gì đến cũng đã đến, chuyện kết thúc thì cũng đã kết thúc. Dù chúng ta cố níu kéo cũng chẳng thể thay đổi kết quả khác đi. Thay vì chìm đắm trong những mộng tưởng và trốn tránh thực tại, chỉ bằng hãy dũng cảm bước về phía trước. Cuộc sống vốn chính là người thầy giỏi, nó sẽ dạy cho chúng ta rất nhiều bài học đắt giá trên con đường đời. Chẳng có ai trưởng thành mà một đời chưa từng gặp khó khăn gian khổ, chỉ có người vượt qua giông bão mà lớn lên. Vạn vật do tâm sinh cũng do tâm diệt, mọi sự khổ trên đời chính là do tâm mà thành. Cuộc đời hữu hạn, nhân sinh lại vô thường. Vì thế, hãy biết quý trọng những gì xung quanh bạn mỗi phút giây. Đừng để mọi thứ trôi qua và kết thúc mới hối tiếc. Hãy nhớ rằng, mọi thứ đến với ta đều xảy ra đúng lúc.
Thay vì nhốt tâm mình trong những bức tường và song sắt vô hình, hãy đi ra ngoài tìm ánh sáng của chính bản thân. Có một câu chuyện được lưu truyền ở Vương quốc Anh từ Thế chiến thứ hai như sau. Mary cùng chồng đến phía bắc Ai Cập. Chồng cô cùng đồng đội đóng quân ở vùng sa mạc đầy nắng gió này. Ở nơi đây, Mary không chỉ cảm thấy khó khăn vì thời tiết khắc nghiệt mà còn cảm thấy cô đơn khi không có bạn bè. Nhiều lần cô muốn trở về London nên đã gửi thư về cho người thân. Không lâu sau, cô nhận được thư của mẹ. Trong thư, mẹ cô viết một đoạn kể về hai người tù nhân. Một người có cuộc sống luôn khổ đau vì chỉ thấy những bức tường và song sắt. Người kia lại thấy bầu trời và các vì sao nên hy vọng vào ngày được rời khỏi nhà giam. Sau khi đọc thư, Mary bừng tỉnh. Cô quyết định đi tìm những ngôi sao của riêng mình. Thay vì từ chối mọi thứ, cô bắt đầu học tiếng địa phương và tìm hiểu nền văn hóa bản địa. Dần dần, cô không còn chán ghét vùng sa mạc khô cằn nữa mà thêm yêu thích nơi này. Không chỉ vậy, Mary còn nhờ bạn bè ở nước Anh gửi cho cô những tài liệu về sa mạc và Ai Cập. Vài thập kỷ sau, Mary trở thành một nhà nghiên cứu văn hóa Ai Cập nổi tiếng tại nước Anh và châu Âu. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy được rằng vốn dĩ mọi thứ trên đời xảy đến với ta đều có lý do của nó. Dù hiện tại có những điều khó mà chấp nhận được, nhưng nếu sâu chuỗi hành trình quá khứ, ta thấy rằng mọi thứ hiện tại thực chất chính là kết quả của nguyên nhân từ xưa. Để đương đầu với những biến cố trong đời, đón nhận chúng với tâm thế an nhiên, tĩnh lặng và tự tại, chúng ta nên làm gì? Hãy thực hành những điều rất nhỏ sau đây mỗi ngày. Thứ nhất, tôn trọng người khác. Mạnh Tử từng nói, kẻ yêu người, người sẽ yêu lại. Kẻ biết kính người, người sẽ kính lại. Khi biết yêu người, tức là trong lòng ta có thiện đức. Thấy người nghèo không khinh, thấy xấu không ghét, thấy giàu không nịnh, ấy tức là tôn trọng chính bản thân mình và người khác. Khi biết kính trọng người khác, tức là đã thấu hiểu và đặt mình vào vị trí của họ mà nghĩ. Một người có thể thượng giao bất xiểm, hạ giao bất độc, thấy mạnh không nịnh, thấy yếu không khinh, thì đã là người có trí huệ. Người có lòng tôn trọng, tâm hướng thiện thì sẽ nhận được niềm vui trong cuộc sống. Trái lại, một kẻ suốt ngày ganh đua, nội tâm đố kỵ, thượng đội hạ đạp thì chỉ chuốc lấy phiền não mà thôi. Nhân sinh vốn dĩ luôn thay đổi theo quy luật bất biến, chính là luôn biến đổi. Còn đón nhận như thế nào lại do tâm chúng ta mà ra. Tâm bình thì dù có đối diện với bão táp thì cũng chỉ cảm thấy đó là cảnh mưa thuận gió hòa. Sau cơn mưa, mùa màng sẽ bội thu. Còn tâm không yên tĩnh thì dù ở nơi bình yên nhất cũng thấy nhạt nhẽo và buồn chán. Người có nội tâm bình yên sẽ không đố kỵ và sân hận người khác mà luôn tôn trọng người, tôn trọng chính mình. Khi đạt được điều này thì dù người khác có đối xử với bạn như thế nào thì bạn cũng sẽ cảm thấy ung dung đón nhận, không buồn phiền. Chuyện gì đến chắc chắn sẽ đến. Người nào gặp chắc chắn sẽ là người cần gặp trên đời. Thứ hai, đừng theo số đông. Có một câu chuyện xưa kể về Khổng Tử như thế này. Một ngày nọ, có một người học trò hỏi Khổng Tử: "Thưa thầy, nếu có một người bị cả làng nói xấu thì có xấu không?" Khổng Tử đáp: "Chưa chắc." Người học trò lại hỏi: "Thưa thầy, vậy nếu có một người được cả làng ca ngợi là tốt thì có tốt không?" Khổng Tử lại đáp: "Chưa chắc." Người học trò ngạc nhiên và hỏi: "Tại sao lại như vậy thưa thầy?" Khổng Tử điềm tĩnh nhìn vào các học trò mà giảng giải: "Còn phải xem làng đó tốt hay xấu. Nếu một người tốt của làng xấu thì chính là người xấu nhất làng. Còn nếu là cả làng tốt mà người kia xấu thì chưa chắc đã là người xấu." Quả thật, con người từ xưa đến nay chính là một quần thể và cũng vì thế mà khó thoát được cảnh hợp quần của số đông. Thế nhưng, mỗi người chúng ta lại chính là một cá thể độc lập, có tư duy khác nhau. Mỗi vấn đề của chúng ta thì người khác sẽ không hiểu được, cũng như vấn đề của người khác ta lại chẳng thể tường tận. Bởi thế, đừng thuận theo số đông, đó chính là lời dạy của cổ nhân nghìn năm trước. Mọi thứ đến với ta thì chỉ đến với ta, mọi thứ đến với người khác vốn sẽ chẳng đến với ta. Do đó, thay vì than vãn với người khác và nghe theo họ, chỉ bằng hãy tự ngẫm nghĩ và đón nhận một cách bình yên nhất. Thứ ba, suy ngẫm và yêu thương bản thân. Khi ta thành công, mọi người sẽ nói chúng ta chỉ nhờ vào may mắn,
nhờ vào người khác hoặc nhờ vào gia cảnh mà đạt được những thành tựu. Chẳng ai nhìn vào sự nỗ lực của chúng ta mỗi ngày, mỗi phút giây. Còn khi chúng ta thất bại, mọi người sẽ khinh thường chúng ta là kẻ năng lực kém cỏi. Vốn dĩ trên đời này, ngoài chúng ta ra, chẳng ai hiểu và yêu thương công nhận ta cả. Có một câu nói rất hay như thế này: cầu người chi bằng cầu mình. Quả thực trên đời này, thay vì mong chờ tình thương từ người khác, chỉ bằng hãy tự yêu thương bản thân nhiều hơn. Suy cho cùng, chỉ có bản thân ta mới hiểu ta đã trải qua và cố gắng như thế nào. Cũng chỉ có ta mới biết mình đáng trân quý ra sao. Vì thế, ta hãy yêu thương bản thân mình. Khi đã hiểu được giá trị của mình, thì mọi người, mọi chuyện có xảy ra như thế nào thì cũng không khiến tâm bị xao động. Thứ tư, trân quý gia đình. Trong bộ sách Cho là nhận có câu nói mà tôi rất thích: trong bận có nhàn, trong khó có dễ, trong cho có nhận. Quả thực, người bận rộn làm việc nhưng nhàn hạ nội tâm, thấy khó nhưng không nản lòng, cho đi mà không mong cầu chính là cảnh giới cao thâm của những người trí huệ. Bên cạnh đó, người biết trân quý gia đình, dành thời gian cho những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống chính là người hiểu được chân lý nhân sinh vô thường. Đôi khi chúng ta thường phạm sai lầm khi có không biết trân trọng, đợi đến lúc mất đi mới tiếc nuối. Thế nhưng chuyện gì xảy ra thì vốn dĩ đã xảy ra. Chúng ta của hiện tại chính là nguyên nhân của quá khứ. Vì thế, đừng đợi đến khi chẳng còn thì mới níu kéo, mãi trân quý gia đình, người bên cạnh mình mỗi phút mỗi giây. Còn như vậy thì nội tâm mới bình yên và an lạc được. Vốn dĩ, cuộc đời chính là một chuỗi những khó khăn chồng chồng lớp lớp. Chúng ta sẽ chẳng thể thay đổi được ngoại cảnh. Tuy nhiên, mọi thứ trên đời xảy đến đều có lý do của nó. Muôn vạn hạt mưa rơi, chẳng hạt nào rơi nhầm chỗ. Muôn vạn thứ xảy đến đều chỉ xảy ra đúng lúc và đúng thời điểm. Vì thế, bạn đừng oán trách cuộc sống bất công, mãi thay đổi và rèn giũa tâm trí mỗi ngày để đạt được sự bình an thực sự trong tâm hồn. Kim Ngân cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mến chào và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.